Thưa quý vị và các bạn, cao nguyên Lâm Đồng được biết đến với thế mạnh của vùng đất Ba Gian, phù hợp cho các loại chè, rau hoa và cà phê. Dựa vào khí hậu thổ nhưỡng và đời sống của bà con nơi đây, đã có rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn đầu tư và cải thiện những vùng đất trước đây vẫn còn hoang sơ, phát triển chậm. Dần theo thời gian thì những vùng đất ấy bắt đầu chuyển sắc đổi mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương, đem lại đời sống ấm no cho người dân. Và sau đây là ghi nhận thực tế. Cùng với sự chuyển mình của đất nước sau 72 năm giải phóng, cao nguyên Lâm Viên cũng góp sức mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Các khu công nghiệp lần lượt xuất hiện tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp thúc đẩy kinh tế địa phương, đem lại sắc màu mới cho mảnh đất đầy nắng và gió này. Hiện nay, khu công nghiệp Phú Hội đặt tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng là địa bàn thuận lợi về cơ sở hạ tầng, giao thông và khoảng cách cung ứng từ các vùng nguyên liệu. Cách Đà Lạt 35 km về hướng Đông Bắc và cách sân bay Liên Khương 3 km, nằm sát quốc lộ 20, thuận tiện giao thông đi thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Là khu công nghiệp tập trung đa ngành, được hình thành nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư, tạo việc làm cho người lao động. Đây là công trình thuộc nhà đầu tư xin phép của Trung Quốc, thuộc cái công trình nhà máy là tơ diệt lụa tơ tằm Việt Nam, mà khởi công thì từ 20 tháng 7 do nhà thầu công ty xây dựng cổ phần xây dựng đầu tư hạ tầng Hoàng Nguyên Sài Gòn về khởi công từ 20 tháng 7, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ 20 tháng 7 cho đến là 20 tháng 10 thì trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 và đến 20 tháng 1 thì xong giai đoạn 2, và kết thúc với giai đoạn 3 thì 31 tháng 3. Thì lúc đấy là bên đơn vị thi công sẽ bàn giao cho chủ đầu tư là ngày 31 tháng 3. Thì hy vọng là cái công trình này của chủ đầu tư của nước ngoài đầu tư vào thuộc của khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, thì mang cái hiệu quả kinh tế cho huyện cũng như của tỉnh. Mong được nhiều nhà đầu tư vào khu công nghiệp này. Khu công nghiệp Phú Hội với tổng diện tích quy hoạch 174 hectare và tổng vốn đầu tư khoảng 425 tỷ đồng. Hiện nay, các diện tích đất đã cho các dự án thuê là hơn 61 hectare, trong đó có 18 dự án đã hoạt động sản xuất kinh doanh, 6 dự án đang xây dựng cơ bản. Đây là công trình của công ty cổ phần đầu tư và sản xuất nông sản Trình Nhi. Ngày khởi công là ngày 17 tháng 5, 2017. Và dự kiến hoàn thành vào ngày 15 tháng 1 năm 2018. Và mong muốn về dự kiến của công trình là sẽ giải quyết được công ăn việc làm cho các hộ nông dân cá thể ở tại địa phương và nguyên tỉnh. Dự kiến giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại trong nhà xưởng khoảng 100 đến 200 người, chưa tính đến các hộ nông dân cá thể. Hộ nông dân người ta sẽ trồng nông sản và bên em bao tiêu hết toàn bộ nông sản và thu mua nông sản cho người ta từ cung cấp cho cây giống và cho đến thu hoạch lại sản phẩm người ta và chế biến. Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung, đường giao thông D1 cộng D2 và hệ thống thoát nước mặt khu A, điện chiếu sáng đang dần hoàn thiện để tạo nên một khu công nghiệp hoạt động tập trung và quy mô. Một bộ mặt mới phấn khởi hơn cho địa phương, góp phần vào công cuộc hiện đại hóa đất nước.